chân nhau. Chân nhau. Yeah!
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
30 giây.
Với quý vị thì bác quyết định hôm nay có gồm một quả. Với tỷ số 3-2, đội bóng đá Hà Nội của Huy Chương Vàng của Liên đoàn Việt Nam 8-2, Huy Chương Vàng Hà Nội Minh của Liên đoàn Công an và Quảng Nam.